giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Wow, hôm nay nhìn Ngọc Hương thật là vui nha, có gì vui kể anh Huy và khán giả nghe đi. Đúng rồi đó anh Huy, chẳng là với chủ đề Hè Ba Miền, Hè Ăn Ngon, Ngọc Hương được học rất là nhiều những món ăn ngon đặc trưng của Ba Miền. Và đi đến đâu á thì cũng được mọi người khen là sành ăn ghê đó. Vậy là hôm nay đến đây để cảm ơn anh Huy phải không? Dĩ nhiên là sẽ cảm ơn anh Huy. Nhưng mà ngày hôm nay anh Huy cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn cho quý vị khán giả và Ngọc Hương một món ăn ngon để không chỉ là cảm ơn mà chắc là phải mời anh Huy đi ăn một chầu quá. Vậy thì anh hoàn toàn đồng ý với Ngọc Hương. Mà nè, Ngọc Hương biết không, món có nguyên liệu chính ngày hôm nay đó là một loài lưỡng cư đó Ngọc Hương. Và tiết lộ cho Ngọc Hương luôn, đó là món ăn miền Nam. Món ăn miền Nam mà một loài lưỡng cư. Lưỡng cư, đó là con ếch đúng không? Chính xác rồi đó Ngọc Hương. Nhưng mà món gì nè? Sao em biết được, thì chắc là ếch roti hay là ếch xào hay là cháo ếch chẳng hạn. Đây, một gia vị nữa đặc biệt, đảm bảo là Ngọc Hương biết ngay. Gia vị này rất thơm và có nguồn gốc từ Ấn Độ. Em biết rồi, đó là cà ri. Vậy là chúng ta sẽ cùng được ăn món ếch xào cà ri ha anh Huy. Chính xác rồi đó Ngọc Hương. Không đợi quý vị khán giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau chế biến món đùi ếch xào rau vị cà ri. Để chế biến món này chúng ta cần có khoảng 300g đùi ếch, một trái cà tím, 1/4 trái thơm, cà chua bi, rau ôm ngò gai, sả, hành tím băm, tỏi băm, ớt băm, nước dảo dừa, nước cốt dừa, dầu ăn và chắc chắn không thể thiếu bột cà ri tiện dụng Azi Quick. Công việc đầu tiên của hai anh em chúng ta là sau khi mua đùi ếch về để thật là sạch ráo nước và chúng ta sẽ ướp gia vị. Anh sẽ cho đùi ớt vô đây và chúng ta sẽ lần lượt ướp gia vị nha. Mà anh Huy ơi, em đang thắc mắc á là nếu mà em mua đùi ếch làm sẵn ngoài chợ được không anh Huy? Chắc chắn là được rồi, chúng ta có thể mua đùi ớt ngoài chợ. Nhưng mà lời khuyên tốt nhất của tôi là quý vị nên chọn mua đùi ớt sống. Bởi vì đùi ớt sống thì thơm ngon và đảm bảo an toàn đó. Bây giờ anh sẽ ướp 1 muỗng cà phê tỏi nha, 1 muỗng cà phê hành tím nè. Dạ. 1 muỗng cà phê ớt băm nè, anh trộn đều lên. Dạ. Để cho ớt thấm vô. Sau khi chúng ta ướp đùi ớt xong để qua một bên. Và công đoạn tiếp theo là sẽ cắt cà tím và thơm ra những miếng vừa ăn. Dạ. Quý vị nhớ cà tím chúng ta cắt khúc khoảng 4-5cm vừa ăn là được rồi. Sau khi cắt chúng ta tốt nhất cho vô một cái tô, bỏ nước vô đó và cho ít nước cốt chanh vô để cà tím không bị đen. Cô Hương nhớ chưa? Dạ. Thơm này em cũng cắt miếng vừa ăn luôn nha. Công đoạn tiếp theo chúng ta là cắt sả này ra từng khúc và đập dập quý vị nhé. Rau ôm, ngò gai chúng ta cũng cắt khúc khoảng 3cm là được rồi. Công đoạn sơ chế đã hoàn tất, bây giờ em mở lửa lên cho anh. Trước hết thì mình cho một ít dầu ăn vô nha. Chúng ta sẽ phi thơm hành tím và tỏi băm cho thơm lên. Hành tím nè, Ngọc Hương đảo đều cho anh. Dạ. Tỏi nè. Mà anh Huy biết không, em thấy á, trong các món ăn á mà chúng ta có sử dụng hành tím nè, tỏi hay là những cái loại rau gia vị mà làm cho mùi thơm á thì bao giờ cũng rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ tóc lên để đùi ớt săn đều. Anh Huy ơi, sao mình không bỏ cà tím với thơm vô mình xào luôn á anh Huy? Chưa đâu Ngọc Hương, đợi anh một chút xíu, anh còn bỏ sả đập dập vô cho thơm nè. Dạ. Sau khi đùi ớt săn lại thơm lên, anh sẽ cho cà tím vào xào chung. Dạ. Bây giờ anh sẽ cho cà tím vô nè, chúng ta sẽ tóc nhẹ lên, cho một chén nước dảo dừa vô. Tiếp theo không thể thiếu cho món ăn này đó là bột cà ri tiện dụng Azi Quick. Anh sẽ cho toàn bộ một bịch vô luôn nha. Dạ, chỉ cần sử dụng bột cà ri tiện dụng Azi Quick nè là chúng ta không cần đường, mắm, muối hay là các loại gia vị gì hết á. Nhưng mà anh Huy ơi, em được biết á là khi mà chúng ta xào hay là nấu thịt ếch á thì không có nên nấu quá lâu bởi vì nó sẽ bị khô đúng không anh? Quả là kiến thức của Ngọc Hương rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên để đùi ớt chín kỹ quá, bởi vì nếu mà chín kỹ quá thì đùi ớt thật là dai và ăn khô rất ngon rồi. Quý vị khán giả thân mến, khi xào thịt ếch thì chúng ta lưu ý là không nên xào thịt ếch quá lâu, làm như vậy thịt ếch sẽ bị khô và ăn không ngon. Công đoạn cuối cùng đây, anh cho toàn bộ những thành phần còn lại vô nè. Một chén nước cốt dừa luôn. Chúng ta sẽ đảo đều một chút xíu nữa là tắt lửa ngay là được rồi. Anh sẽ cho rau ôm và gai vô nha. Em đảo đều và tắt lửa cho anh.
Wow, đúng là món ngon trong tích tắc. Đây, anh sẽ cho ra để trang trí ở bên đây. Một cái tô nhỏ nhỏ thật là xinh nè. Một cái bữa ớt nè. Đây là phần của em. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Màu đỏ của cà chua nè, màu vàng của cà ri, màu xanh của các loại rau. Hấp dẫn ơi là hấp dẫn luôn. Wow, thơm thật là thơm, mùi cà ri luôn. Ngọc Hương phải ăn một miếng thịt ếch mới được. Em thấy thế nào Ngọc Hương? Thịt ếch mềm nè, không hề bị khô mà thấm đều các loại gia vị, đặc biệt là mùi cà ri làm cho món ăn của này thật là hấp dẫn đó anh Huy. Vậy là anh Huy phải được trả công như thế nào đây? Anh Huy sẽ được trả công bằng một bài hát nha. Kỳ chư là chư ếch còn có hay là hai mắt tròn. Anh cứ tưởng là Ngọc Hương sẽ mời anh về nhà để chế biến món này lại đãi anh chứ. Nhưng mà thôi, an ủi là một bài hát cũng được. Cảm ơn em rất nhiều. Hè ba miền, hè ngon. Và quý vị khán giả thân mến, khi thực hiện xong món này, hãy đừng quên gửi thư về chương trình để chia sẻ cảm nhận với Ngọc Hương cũng như là đầu bếp Thanh Huy quý vị nhé. Số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là hộp thư của chương trình, hoặc là gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và Thanh Huy xin chào và hẹn gặp lại.